Hey, xin chào tất cả mọi người và xin chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ làm một clip anh em thể nhìn thấy qua 5 bộ trang phục đến từ bóng tối, đến từ địa ngục của Liên Cơ Bay. Thật ra thì có bộ trang phục Diu Lâu Địa Ngục, Nakroth Chiến Binh Hỏa Ngục, Ma Lốc Ác Ma Địa Ngục, Batman Rơi Địa Ngục, Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ. Đây là yêu cầu của một số bạn gửi đến mình. Thật ra thì mình cảm thấy là hiện tại chúng ta đang ở cái tháng 7, tháng cô hồn. Nếu mà theo về lịch âm quan niệm thì đây là một cái tháng về ma quỷ anh em ơi. Vậy nên là Liên Cơ Bay chúng ta cũng xuất hiện ra những cái vị tướng như thế này, xuất hiện những cái bộ trang phục thật sự là đến từ cõi âm và đến từ bóng tối. Có những bộ trang phục như thế này mình sẽ làm một clip để anh em cũng có thể theo dõi được. Và anh em thể nhìn thấy qua có mỗi là Lữ Bố Kỵ Sĩ Âm Phủ là hơi lạc loài, nhưng dù sao cũng đến từ bóng tối rồi. Đó, hy vọng rằng anh em sẽ thích và nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Kèm theo là trong tháng 7, gọi là tháng 7 theo lịch âm như thế này thì có rất là nhiều điều anh em cần phải kiêng kỵ trong tháng này. Có rất hơn 10 điều kiêng kỵ cơ. Nói chung thì mình cũng không thể nói được hết, nhưng dù sao thì anh em cũng cố gắng kiêng đi cho nó lành. Đó, ví dụ như là có bạn Karina có biết mình này. Xin chào bạn nha. Ví dụ như là anh em không được đi chơi đêm, hạn chế đi chơi đêm. Bạn nào mà dẫn gấu đi chơi đêm thì thôi nha, bỏ qua cái đấy đi. Tại vì là hiện tại đi đêm thì trong cái tháng cô hồn này sẽ không được tốt đâu. Và còn rất là nhiều những cái điều khác cần phải kiêng kỵ trong cái tháng này. Đó. Và trong trận đấu này anh em thì nhìn thấy qua mình đang solo với Karisi. Quay. Hiện tại thì mình làm một clip như thế này thì chỉ có gọi là chôn vào những buổi tối thôi. Những cái đội hình thì thường mình làm clip vào buổi tối để anh em có một thói quen. Trước thì mình đã nói rồi, khi mà lên được danh cao thủ thì mình sẽ tiếp tục vào cái chuỗi sự kiện đó, làm về những cái buổi tối, những cái clip giải trí cho anh em về những đội hình này, đội hình nọ để anh em có thể theo dõi được và cũng như là giải trí vào những buổi tối như thế này. Hy vọng rằng anh em sẽ thích. Ok. Thật ra thì mình mang phép bổ trợ trừng trị và trong trận đấu này mình sẽ cố gắng đi cướp rừng nhiệt nhất có thể. Tại sao mang trừng trị mà anh em không đi cướp rừng thì hơi phí. Cũng khiến cho anh em thì nhìn thấy qua Karignac team bạn hiện tại rất là thọt rồi. Chắc là mất luôn một bên lại đây nhá. Bây giờ thì mình sẽ sang cướp nốt cái con này. Sang cướp nốt cái con quái này nữa. Gọi là cho trọn vẹn đi. 6 giây nữa mình hồi trừng trị. Chắc chắn Karignac team bạn sẽ chưa hồi chiều cuối đâu. Đó. Trao này thì có 4 bộ trang phục về cái địa ngục, còn với kỵ sĩ âm phủ. Ôi ôi, thôi, nhẹ nhàng thôi, trời ơi, nó cắn tôi này. Đau quá anh em ơi, tôi té đi. Karignac thời điểm hiện tại rất là mạnh. Thật ra thì mình chưa level 4, mình cũng chưa đánh nhau được và cần phải có đồ đã. Dù sao thì mang phép bổ trợ trừng trị thì anh em sẽ lợi hơn khi mà farm tốt hơn. Đó, cướp này, vào đây một cướp này. Kia đồng đội mình đang tới nha. Ok, mình đang đợi Batman với Nakroth sang hỗ trợ đây. Có Karignac trong rừng này các bạn ơi, không nhìn thấy à? Đây này, vào đây, bắt này, bắt bướm làm gì? Khổ quá, các bạn thích bướm nhờ. Sao cứ thích bướm thế? Ok, té đi nào. Đó, và hy vọng rằng anh em nhớ để lại những cái đội hình bên dưới nữa. Thật ra thì rất nhiều ý kiến anh em để lại cái bình luận về đội hình, nhưng mà thật sự rất là nhiều những cái bình luận đấy đã trùng lặp về những bắt bo la khí. Trời đất ơi, ngây thơ quá, đi qua đây một phát kìa, giết luôn, hay quá. Vừa xong thì Batman cũng kịp ghim cái dấu ấn lên người vì tướng Karignac vẫn chết được. Thôi té đây. Đó, có rất nhiều là bình luận của anh em, nhưng mà thật sự thì nó khá là trùng lặp. Tại vì sao, mình đã làm clip về những cái đội hình như thế rồi và anh em lại đặt lại ra cho mình, nên là mình không thể làm được những cái yêu cầu như thế. Nếu mà anh em chưa xem thì anh em có thể quay lại, tại vì là mình đã làm rất nhiều những cái đội hình rồi. Trời ơi, chương cuối đó này. Rồi, tôi không được cái mạng nào luôn, lại hỗ trợ. Cuộc đời tôi lại hỗ trợ rồi. Thật ra thì những cái bộ trang phục như thế này thì mình cảm thấy là có 1-2 bộ trang phục trong số này có hiệu ứng đẹp thôi, như là Ma Lốc này. Đấy. Ok, tất nhiên là trang bị thì mình sẽ không để lại trong clip thôi. Tại vì đây chỉ là mang tính chất vui thôi, giải trí thôi, chứ còn không có gọi là căng go khắc nghiệt gì, nên là nó. Thế nên là mình sẽ không để lại trang bị nha. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng tập trung farm đã. Ui, Karignac này sang cướp này. Ngây thơ quá bạn ơi. Rừng này là rừng của tôi. Đâu rồi đồng đội tôi đâu? Nhanh nào, nó cướp mất con bùa đỏ bây giờ. Ồ thôi, có cả voi này. Một mình chưa có chiêu cuối, mình chưa dám hổ báo được Batman. Tôi lại chết rồi. Batman lộ tàng hình rồi, chạy nhanh trước khi bị làm thịt, bị thịt mất rồi. Đùa. Hiện tại là team địa ngục bắt nạt đối phương, coi là đi dọa ma đối phương mà đối phương không sợ luôn anh em ơi, đánh có kiểu là hủy diệt quá. 4-3, thật sự là trận đấu rất cân bằng, kể cả team mình đã cướp rừng đầu tiên rồi.
Đã cướp rừng đầu game rồi. Nacrop cướp, cướp nốt con bồ đỏ nó đi kìa. Trời ơi, không cướp à, chán đấy bạn. Thật ra bộ trang phục này anh em thể nhìn thấy qua là Jill. Không thay đổi hiệu kỹ năng, chỉ thay đổi mỗi cái ngoại hình trang phục thôi. Đó, chấp nhận thôi, tại vì là mình đang làm clip về cái đội hình địa ngục với cả cái đội hình bóng tối mà anh em ơi. Ok, giờ mình sẽ đi nha. Hết sạch quái đây này, không có quái để cho tôi farm mà. Trời đất ơi, không có quái cho tôi farm mà. Nói chung thì team mình cũng có đơ đoàn rất là cứng, mỗi tội là không có xạ thủ thôi. Khi mà cái đội hình như thế này, thật ra thì mình không thể tìm được cái bộ trang phục nào phù hợp được hơn nữa. Tại vì như thế này thì mình đã cảm thấy là rất là phù hợp rồi với cái tên gọi của nó. Chứ còn bây giờ là thiếu xạ thủ này, có pháp sư rồi, có đỡ đoàn, có đấu sĩ, có sát thủ rồi. Luôn luôn rồng nha, hiện tại team bạn không dám ăn đâu, mình có, mình chưa hồi tỷ tái này. Không sao không sao, rồi, có rồng rồi. Đánh về lên game cũng chưa biết được bên nào ăn được nhau đâu anh em ơi. Cẩn thận nha. Khổ lắm cơ, mình thì chưa được xanh cho lắm, chưa được nuôi béo. Đấy, có bướm thế này, bắt bướm. Level 8 với level 7, team mình ăn được rồng hơn level mà. Ok, bắt luôn này. Chắc chắn chết rồi, ném chiêu 1 ra, sử dụng chiêu 2, chiêu cuốn luôn anh em ơi. Đó, bắt luôn. Ok, sử dụng chiêu 2, tiếp tục đánh, thôi xong rồi. Đúng thật là mình ham bướm rồi anh em ơi. Cứ mê bướm làm gì, thế là để bướm nó chơi mất, chơi chết trong trụ luôn. Khổ lắm cái tội thích bướm cơ. Chán lắm, toàn carry si, khổ quá trận nào cũng gặp. Đây là xong, kiểu tham quá, tham thì thâm mà. Và hy vọng rằng những cái đội hình như thế này thì mong rằng anh em sẽ ủng hộ mình. Tại vì sao, khi mà làm được như thế này thì mình cũng phải kêu gọi anh em trong clan để có thể tạo ra clip. Chứ còn thật ra nếu mà để mình đánh một trận đấu thường thì không bao giờ gặp được những cái đội hình như thế này đâu. Không biết là mình đã làm ra rất rất nhiều đội hình rồi, thật sự là cạn kiệt ý tưởng hết rồi. Không còn cái gì để mà làm nữa, làm cực kỳ nhiều. Như anh em nói, kể cả làm Tân Xuân. Nhưng mình nghĩ thì Tân Xuân thì bây giờ làm phải phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đang là tháng 7, tháng cô hồn. Nên mình làm cái đội hình địa ngục với cả âm phủ như thế này để phù hợp với hoàn cảnh. Chứ hiện tại đã đến mùa xuân đâu mà chúng ta làm Tân Xuân làm cái gì, đội hình Tết làm cái gì cả. Với cả đến mùa đông đâu mà chúng ta làm đội hình mùa đông. Nó phải đúng phù hợp với hoàn cảnh một chút thì chúng ta mới làm được. Ví dụ như mùa hè thì làm cái đội hình về cái những cái bộ trang phục tiệc bãi biển chẳng hạn, như vậy thì sẽ mát mẻ hơn. Thì ok rồi nha, bây giờ sẽ đi chung và bắt lẻ đây. Lên bắt luôn Tara này, lên bắt luôn Tara Mã Lốc ơi, Mã Lốc địa ngục rồi, kiểu gì đấy chưa, đoán hướng đi là chết chắc rồi. Ok, mình sẽ sử dụng kỹ năng này, giữ lại chiêu 2, tiếp tục là sử dụng chiêu cuối này. Trời ơi kia, giết nốt đi còn gì nữa. Rồi xong. Uầy, một chém của Mã Lốc chết luôn. Không thể tin nổi, quá mạnh em ơi. Không thể tin nổi, cực kỳ mạnh luôn. Khủng khiếp thật. Mình cứ nghĩ là phát đấy Tara để chạy được cơ. Ép trụ thì team mình không ép được trụ ác. Bây giờ vẫn còn thua trụ team bạn cơ. Đó, nhìn thấy chưa? Trụ đường giữa thì mình không tập trung đẩy, tại vì là căn bản mình thích đi đảo đường để có thể ganh được. Lính lên này, dọn lính lên đã. Khổ lắm cơ, khéo mất luôn cái trụ nào. Có vẻ như cái đội hình địa ngục của chúng ta đang bị lép vế hoàn toàn thì phải. Đấy nha, bắt luôn Tara này. Chết chắc các bạn ơi, sử dụng chiêu cuối này, nhưng mà thật sự nó trâu quá, bật chiêu cuối thôi, có lẽ. Đấy, khi mà anh em sử dụng hết bộ kỹ năng và sử dụng chiêu cuối đối với tứ diêu này, thì sau đó khi mà hết cái hiệu lực chiêu cuối thì anh em đánh thường một phát vào người đối phương, lập tức sẽ hồi luôn chiêu thứ hai để anh em có thể rút lui ra. Chứ còn nếu mà anh em không đánh thường thì sẽ không hồi chiêu thứ hai, thì lúc đấy sẽ gặp nguy hiểm. Vừa xong thì mình cũng kịp thời sử dụng, thế nên là mình có thể lướt được ra. Rồi sao, chết luôn rồi. Trận này Carisi bướm có vẻ xanh quá anh em ơi. Bướm xanh quá đi. Bây giờ mà bắt được bướm thì rất là thơm. Mỗi tôi là không bắt được đâu anh em ơi. Khó lắm, trong trận đấu này mình là sát thủ mà. Sát thủ kiêm vai trò cả pháp sư, vậy nên là mình sẽ phải cố gắng rình rình bắt bướm thôi. Chim và bướm, đâu? Diêu là diêu không chim đúng không nhỉ?
Thật sự thì mình nghe anh em nói là diêu không chim, đúng thật là với cả vị tướng này có dùng chân đâu, mình thấy là mỗi cái lốc, cái con lốc lốc bé bé dưới chân này để có thể giúp cho vị tướng này di chuyển tốt hơn. Diêu đúng thật là diêu không chim rồi. Ok, khi mà mình lên được gươm tận thế thì việc khả năng dồn sát thương của mình sẽ mạnh hơn nha anh em ơi. Tại vì là cái trang bị này thì mình lại... Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, đau đấy. Dừng chưa cuối nữa này. Đó, anh em đánh thường phát, nói chung thì... Đó, nổ sát thương này chứ đâu. Mình cũng hạ gục được Karinak rồi, vừa xong thì hơi bị bất ngờ một chút, bạn lao vào. Đúng thật. Bị chăm sóc rất đặc biệt. Ok, lấy luôn cái trụ này nhá. Lấy luôn cái trụ này đây. Rồi, ủa ôi, voi, thôi voi ơi, thay em cái voi ơi. Đúng thật là lấy thịt đè người, mình thì nhỏ nhắn như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ ra khu vực đứng giữa, team mình đang đánh nhau rất gắt rồi. Chiêu cuối chưa hồi, nhưng mà dù sao mình cũng cố gắng bắt bướm, tại vì mình thích bướm. Kìa, bướm đây này, từ 3, 2, 1, có chiêu cuối nhá, lao vào bắt bướm luôn này. Bướm ơi, đứng lại, cá nào, chiêu cuối, thôi, nhảy sứ nhầm danh con voi rồi anh em ơi. Đúng thật bị bướm nó chơi lại, chết luôn rồi. Chán luôn. Bắt bướm ai ngờ nói đấy cái đến cái chiêu cuối vị tướng diêu này thật sự là mình cũng không thích một phần căn bản, tại sao nó không dồn sát thương vào đúng một vị tướng. Nếu mà có một mình Karisi đấy thôi thì anh thì mình có thể là sử dụng chiêu cuối đúng vào một vị tướng đó, nhưng mà nếu mà có đồng đội của đối phương đấy thì chắc chắn anh em sẽ nhảy đi nhảy lại, nhảy rất là nhiều lần cái chiêu cuối này vào các vị tướng khác, vậy nên là sẽ không tập trung sát thương vào một vị tướng nào được. Rất là khó chịu với việc đấy nha. Dồn sát thương mạnh nhưng mà nếu mà có nhiều người khóa thì nó được bão hòa, người ta gọi là bão hòa. Hiện tại là phút thứ 11 rồi. Ok, thật sự là trong trận đấu này pháp sư tím bạn quá xanh. Chưa bắt được pháp sư tím bạn là sẽ chiến thắng, và trong trận đấu này không phải lo. Có Nacross phụ mình nữa mà. Lần này thì phục thù bắt bướm bằng được này. Này thì chạy đâu bạn ơi, chưa cuối luôn. Đấy, sống làm sao được mà. Mình đã nói rồi mà, khi mà bạn đã cam ai, bạn đã tập trung giết ai đó thì chỉ có tập dồn sát thương mà thôi. Ok, mình sẽ nhảy qua tường này. Đấy chưa, làm sao đuổi tôi cơ động mà. Cơ động đây chứ đâu. Rồi về đi, trời đất ơi, team Hương bị hủy diệt thế này. Mang tiếng là đội hình đội địa ngục. Toàn địa ngục, toàn thần thánh không ấy. À đâu, toàn là ma quỷ không thôi mà. Đây nha, mình sẽ cố gắng bắt John này. Ok, John thì chắc chắn sẽ không về đâu. Với lượng máu như thế kia, chắc chắn bạn sẽ ở lại. Bây giờ tìm John là... À đây rồi. Kỹ năng mình hồi rồi, thử xem nhá, một bộ combo anh em ơi. Ném chiêu 1, sử dụng luôn chiêu 2, tiếp tục chiêu cuối. Ủa trời ơi, dồn này. Thật sự một bộ combo tôi chết luôn rồi. Ok, hiện tại thì mình cũng hạ gục được John và cũng chạy thoát thành công. Không là ở lại là bướm chơi chết luôn đấy. 626 rồi nha. Đẩy trụ đi thôi, tập trung đẩy trụ là chính, chứ còn trong trận đấu này không đẩy trụ là thua. Team bạn ép trụ rất gắt. Thật sự là team mình mặc dù là ăn hơn mạng nhưng mà về cái trụ thì không đẩy được. Cái này là điều thật ra rất là buồn. Tại vì nếu anh em ăn mạng nhiều, anh em không đẩy trụ chỉ có thua thôi. Thắng là do đẩy trụ chứ ăn mạng nó chả giúp được cái điều gì đâu. Ok, bây giờ mình sẽ lên xuyên giáp phép. Đến từ trang bị là trượng hốt mang. Rồi, chăm sóc đặc biệt cho Karisi nhá. Đâu rồi, bướm đâu rồi. Bắt bướm lần mấy đi, không biết nữa. Nhưng trong trận đấu này thì mình chỉ bắt bướm thôi anh em ơi. Tại vì team bạn thì John cũng không mạnh cho lắm. Đây, đau thế. Vừa mới nói sau nó bắn cho mất nửa cây máu này. Đâu rồi, bướm đây rồi. Rồi xong, bướm chết rồi. Bây giờ thì công việc còn lại thôi là bắt tay. Ok, sử dụng này. Lần này thì kể cả đỡ đoàn chết luôn. Hay quá. Đẩy trụ luôn nào. Các bạn đẩy trụ đi. Team không có xạ thủ khổ lắm đấy anh em ơi. Thật sự là không có xạ thủ, không thể lấy được trụ luôn. Khó thật sự. Trời ơi, đánh nhau combat mấy lần rồi, thắng combat mấy lần rồi mà mà không có cơ hội đẩy trụ được. Trụ đứng giữa team bạn vẫn còn đầy nguyên máu. Chắc là có lẽ team mình sẽ kinh công thôi. Chúng ta kinh công luôn nha. Kinh công nào. Có kinh công sẽ mạnh hơn nào. Với cái... Ủa mạnh quá.
Bây giờ thì chắc chắn là team bạn không biết là team mình ăn kinh công rồi. Chúng ta ăn một cách nhanh chóng và sau đó thì ra kết thúc trận đấu rồi kinh công nó bị hạ gục này. Nhường tôi cái nào, cái con đàn lính này. Mình chưa phun đồ, đã phun đồ đâu, khổ quá. Ok, level 15 rồi. Anh em có thể bán cái trang bị Phượng Hoàng Lệ đi để có thể lên một trang bị khác. Tại vì level 15 rồi anh em không cần cái trang bị Phượng Hoàng Lệ nữa. Tại vì là mình lên cái đồ Phượng Hoàng Lệ đấy để giúp cho mình đỡ biến về nhiều thôi. Khi mà lên level thì nó sẽ đạt được cái tăng mana với tăng máu. Bây giờ level 15 rồi thì mình không lên được level nữa. Ok, giao tranh, kệ đi, các bạn đánh nhau thoải mái. Mình sẽ chọn cách núp bụi và bắt bướm nha anh em ơi. Bắt bướm này, chủ yếu này, núp bụi này, kệ đi. Cho những thanh niên đỡ đòn đánh nhau. Đây đây, nhìn thấy bướm rồi, nhìn thấy bướm rồi. Bắt bướm luôn, chưa cuối luôn. Đó, khi bắt được bướm thì hết dồn combo này bạn ơi, tiếp tục là voi. Này thì chú voi con, lấy ngà về bán này. Rồi xong, tiếp tục Karignak. Trời ơi, thôi, thật sự là team bạn đã bị hủy diệt rồi. Thấy chưa? Anh em chỉ cần bắt những cái vị tướng chủ chốt team bạn thôi là trận đấu nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Chắc là có lẽ mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây khi mà team bạn còn lâu mới hồi sinh được. Hai cái trụ dẫn tới nhà chính thì đơn giản thôi mà. Team mình còn nguyên. Ở đâu chết môi lữ bố. Kỵ sĩ âm phủ. Đấy, đội hình địa ngục người hiện tại đang hủy diệt team bạn rồi anh em ơi. Mặc dù là thời điểm đầu game không lấy được trụ nhưng dù sao cũng chiến thắng trận đấu này. Và hy vọng rằng anh em sẽ thích và nhớ ủng hộ mình nha. Sau những cái buổi tối mà mình sẽ làm những clip như thế này, hy vọng rằng anh em sẽ luôn ủng hộ mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng rất đặc biệt có tên là Hubo. Ứng dụng giúp anh em tìm bạn bè huấn luyện viên trên Liên Cô Vai tốt hơn. Chi tiết ứng dụng này thì mình sẽ để lại sau clip nha. Bye bye, hi hi. Hubo, huấn luyện viên eSports, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện, còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.